Xin chào các bạn, đây là HP Z440. Được dán cái logo quả táo lên nè các bạn, thì chắc khách thích thôi. Rồi, máy này bị tình trạng là không có lên nguồn các bạn, không lên có điện xong ốp xuống. Rồi sau là hết lên nguồn luôn các bạn. Thì đây là HP Z440, chạy Subaru E5-2678V3 các bạn. RAM 16GB nhân 2 là 32GB, chạy cạc hình quạt rồ K4200, một SSD là 256GB các bạn, của Hikvision. Và một cái ổ cứng 1TB của Western Blue các bạn. Rồi, ok, thì cái máy này nay nó có cái tình trạng này các bạn. Cái này là cũng còn thời gian bảo hành luôn. Tuy nhiên nó bị rơi vào cái điều kiện là cái quy định bảo hành đó các bạn. Tức là các bạn thấy nhìn vô nè, đây là cái nguồn mà mình mới tháo ra nè. Đó, các bạn thấy cái đuôi con thằn lằn không? Đó, và ở trong đây đang có con thằn lằn đó, các bạn nhìn kỹ không? Nó có con thằn lằn nó hy sinh trong đó đó các bạn. Đó. Và mình cũng thật là ngạc nhiên luôn các bạn, tại vì cái lỗ nó đâu có lớn đâu mà sao nó chui vô đó được. Không lẽ chui từ có thể là nó đi vô từ cái đường này các bạn ha. Đây nè các bạn, chắc là vô đường này nè các bạn. Đó, thì các bạn thấy cái nguồn này vẫn còn nguyên tem nè các bạn, nguyên cái tem bạc luôn nè. Cái tem này là không có lột được đâu nha các bạn, lột ra là nó tróc bạc lên liền. Rất là khó. Đây khá là nguồn nguyên tem, thì mình nhận máy mình kiểm tra, khách cũng chưa từng mở ra trước các bạn. Đó, thì có con thằn lằn ở đây, thì có thể là cái con thằn lằn này nó đi ngang, đi qua đi lại vòng vòng trong các bạn, rồi nó chạm mạch điện rồi nó hy sinh, rồi cái nguồn nó cũng hy sinh theo luôn. Bây giờ mình sẽ khui cái nguồn ra cho các bạn tham khảo luôn nha. Thì khi mà các bạn bị côn trùng vô nè các bạn, hay là vô nước, hay là va đập cháy nổ gì đó, thì chúng ta sẽ không được bảo hành các bạn. Thì tuy nhiên trong trường hợp này cũng phải hỗ trợ khách hàng. Cái nguồn này hiện tại mua với giá khoảng hơn 3 triệu các bạn, bây giờ phải tính khoảng 2 triệu mấy cho khách hàng thôi, hỗ trợ một phần nào đó mình cũng dư thiện chút xíu, rồi khách hàng cũng chịu, vì cái rủi ro này là do bên khách hàng gây ra đó, để cho nó vui vẻ các bạn hai bên. Rồi bây giờ mình khui ra để cho các bạn thấy rõ hơn về cái đồng chí này trong đây nha. Rồi bây giờ mình sẽ dặn máy ốc ra thôi các bạn, rất là đơn giản. 1, rồi đây 2, bốn, đây con này các bạn, năm, đó nè, mình có thể hở được cái nguồn ra này các bạn. Rồi mình gỡ cái giắc này ra luôn. Rồi, mình gỡ được bên đây ra nè các bạn. Rồi. Đó, các bạn thấy con thằn lằn không? Đó, nó rơi vô trong đây nè các bạn. Rồi bây giờ mình gấp ra nha. Đó. Rồi ok các bạn ha, vài chi tiết vậy thôi. Rồi bây giờ mình chỉ lấy cái nguồn tháo máy từ một cái máy HP Z440 khác để thay cho khách hàng này các bạn.
bên đây bên hông á nó có cái chốt nhựa để kẹp cái mấy cái đường cáp lại nè các bạn, nó cũng rất là đơn giản. Rồi mình cấp nguồn cho cái ổ DVD. Rồi sau đó mình ghim cái đầu nguồn này cho trên CPU nè các bạn. Đó. Rồi tiếp theo nữa là mình ghim cái đầu nguồn 20 pin này cho cái mainboard. Rồi. Cái cạc màn hình Quadro K4200 á thì nó sẽ sử dụng một cái đầu nguồn phụ 6 pin các bạn, mình cũng sẽ cấp đầu nguồn phụ cho nó. Rồi, cấp đầu nguồn phụ 6 pin đây. Rồi, đầu còn lại thì mình sẽ cố định vô đây để mình giữ lại. Rồi mình sẽ tém dây vô khớp rồi cho nó gọn gàng các bạn, vô trong những cái rãnh nè. Đó. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ thử máy lại cho khách hàng các bạn ha. Rồi, full load render đầu một tí. Rồi bên cạnh đó phía sau á các bạn còn phải bắt thêm 4 con ốc lục giác nữa nha các bạn. Đây nè. 1 2 3 4 để cố định cái nguồn lại. Rồi ok các bạn, thì đối với trường hợp mà HP Z40 này thì cũng khá là đơn giản. À. Xong rồi các bạn thấy nguồn như ok thôi. À máy là sử dụng E5-2680V3 nha các bạn. À RAM là 32GB nè, SSD nè, ổ cứng nè. Rồi HP Z40. Rồi cái phiên bản BIOS này nó hơi cũ, mình sẽ update lên bản mới nhất cho khách hàng luôn nha các bạn. À up BIOS của HP Z40 thì nó rất là đơn giản các bạn. Cái này mình có nhiều clip nói về nó rồi nên mình sẽ không có làm lại. Rồi như vậy là xong rồi các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi clip, vui lòng giúp ủng hộ cho mình nha các bạn. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.